Rồi mình cái đạo đức đứng đầu. Chứ chị tìm hiểu về cái nội dung mà em quay chú Năm á, nó đoạn này tới đoạn kia đó, là cái đó là chị theo ký chị nhận xét á, là chú Năm á là một người chuẩn mực đạo đức, không bao giờ chú Năm làm những cái chuyện tò bại gì đâu. Còn nói về bên chị Thắm á, bên gia đình chị Thắm á, nếu mình muốn thưa cái người đó, mình phải biết rõ cái ngày tháng con mình bị như thế nào, giờ nào, lúc nào. Nhiều khi những cái đứa đó đi ra ngoài bị người khác về, nó không biết đổ cho ai, nó cứ đổ cho ông này. Tại vì ông này thấy ông này cũng... Theo chị thấy chị với chú Năm đó, chị thì ở Đồng Tháp, ông thì ở Trà Vinh. Ông với chị không có cái lạc cái gì với nhau hết. Nhưng mà chị thấy cái với cái cách của chú Năm chú nói chuyện á, là chú Năm không phải cái người như vậy. Nhìn cái gương mặt chú Năm là cái người phúc hậu. Thứ nhất, thứ hai nữa, người ta có vợ con đàng hoàng, chứ không có thể nào mà làm như vậy đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chú Năm bệnh thoái hóa khớp háng, mới mổ về. Chị cho mổ một năm, bây giờ chú Năm cũng chưa có cái sức nào mà để làm cái chuyện đó hết. Chị bảo đảm với em luôn, cái đó là cái quan sát của chị. Chị xem, chị tìm hiểu là từ hôm đó tới nay luôn, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà chị thấy những người lên cái cộng đồng lên mà, chị cũng có thấy, em cũng đang quay cái bà gì đó, bà chửi đó, bà nói nhiều khi chị nói thiệt thật luôn á, là chị muốn bình luận vô mà để nếu mà mình làm như vậy nữa, mình chị bình luận vô mà cái sức chịu đựng của mình mà mình nói lên những lời không hay nữa, thì đó mình tạo một cái nghiệp nữa. Chị không muốn tạo nghiệp, chị không có bình luận gì hết, nhưng mà chị nói với em là như vậy thôi. Cái này là chị góp ý với em vậy thôi. Theo như em tìm hiểu, em nhận xét những lời nói của chú Năm, những lời nói bên kia, em so sánh lại là hai cái đó. Một bên người ta nói vậy, đã có chứng cứ ra là người ta nằm viện đồ này kia, có cái vụ phẫu thuật mổ đồ này kia, mắc gì người ta phải bỏ tiền ra 200-300 triệu để người ta ém cái chuyện đó. Chị nói em nghe đúng không? Mình không làm, mình không sợ gì hết. Nhưng mà chị tiếc cái đó là chị không có gặp được chú Năm mà để chị nói cho chú. Chị cũng như là động viên với chú, với gia đình chú thôi. Cái đó, những cái gì cũng vậy trơn á, mình muốn thưa, muốn kiện ai, bất cứ một cái gì, mình phải có cái bằng chứng cụ thể đàng hoàng. Thế chị chứ... là chị thấm đổ quan cho chú Năm hả chị? Đúng. Tại vì cái thứ nhất là con người nhìn cái cách để nói chuyện đó là chị biết người đó không có thật rồi. Không, chị, mặc dù chị không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng mà chị nhìn cái gương mặt qua cái cách nói chuyện là chị hiểu. Chị biết được. Chứ nói chung ra cái làm cái kênh YouTube này nè, nó cũng nhiều cái kênh, nó chen vô, nó thêm bớt cái này, thêm bớt cái kia, rồi đóng suối cái này, đóng suối cái kia. Chị nói với em á là để câu view hay là bất cứ cái gì hết trơn. Nhiều cái chị nói thiệt luôn nha, chị coi, chị xem cũng nhiều lắm nha. Chị thấy ai có cái tâm, chị coi nhiều lần lắm, thấy người đó có tâm đàng hoàng, chị đăng ký. Còn cái người nào mà không có tâm, chị không bao giờ chị đăng ký vô. Em mình làm có cái tâm đi, tự nhiên khán giả sẽ đăng ký cho mình thôi. Em khỏi lo cái chuyện đó. Dạ. Chị nói em nghe thôi đúng không? Thế tỷ giờ em làm việc, em có cái tâm, có tấm lòng nhân ái, là tự dưng cộng đồng mạng người ta thấy người ta thương, người ta sẽ ủng hộ em bất cứ cái chuyện gì. Còn nếu mà như cái chuyện đó như em đứng về bên cái bên trái đi, bên cái người không phải đi, cuối cùng em cũng đâu được gì đâu. Nhưng cái ý chị là mình làm gì mình cũng phải có cái tâm. Chứ chị thấy là chú Năm là ổng là hoàn toàn người ổng là nhìn cái gương mặt ổng phúc hậu chứ đâu phải nói chuyện, người ta nói chuyện rõ nét đâu đó rõ ràng.
chị là thứ hai chị là chị Thấm là bắt bé Nhi là phải nói với Quang với chú Năm hả chị? Đúng rồi, em hỏi đi, cái gì cũng không có rõ ràng hết, lấy cái gì nhé, chị nói thật luôn nha, không thấy đường thì nha, nhét cái gì vô miệng gì chị vẫn biết, không lẽ cái miệng mình không có cảm giác để mình biết cái món đó là cái món gì hả? Chị nói em nghe đúng không? Cái nồi dẻ hay là cục trình hay là bất cứ một cái thứ gì đút vô trong miệng em là em cảm giác liền. Dạ. Cái miệng em là nó có cái cảm giác, có cái cảm giác mình biết. Ừ, ông thì tỷ giờ ông nhét cái quần vô miệng chị đi, chị cũng vẫn biết, chị không thấy nhưng chị cũng vẫn biết, mà ông nhét cái khăn vô miệng chị cũng vẫn biết. Tại vì cái cảm giác mình nó cái trực giác của mình nó sẽ hiểu ra hết. Còn nói là chạng vạng ở sai à, không có ai chị nói thẳng với em luôn, nếu như mà ông muốn làm cái chuyện đó rồi con ở trong nhà, ông làm trong nhà vậy là thì con không hay không biết, rồi không lẽ giờ ông đè xuống ông nó không dùng giấy được, không la được. Nếu như một người chị nói thẳng với em là chị nhỏ người chứ không phải là chị bự người hay là gì, dù cho bây giờ cái người đó mà có hiếp dâm chị cũng dùng giấy, chị cũng đạp, cắn khé, cũng chị cũng phải cắn chỗ nào để mình lấy ra cái thẹo chứ, để mình mới nói chuyện được chứ. Chị nói không nghe đúng không? Cái gì nó cũng vậy, không phải một lần thôi là sẽ phát hiện rồi, chứ không phải mà tới 5-10 lần chỗ này chỗ kia rồi 3-4 lần gì đâu. Đó là chị nói thật luôn á. Không có cái gì, không có cái trừ khi mình chịu người ta. Cái này là chị nói là cũng như là bây giờ á, nói chung ra là cũng nhiều cái clip này clip kia đăng lên, cái đi cái chuyện hiếp dâm này là cái tội rất lớn, chị cũng không có chịu đàn ông mà không có chịu mà hiếp dâm, cái chị cũng ghét lắm, ghét với người hiếp dâm lắm, chứ không phải là chị bình, nhưng mà cái gì mình cũng phải có cái chứng cứ. Cái tỷ như giờ em không chịu, chị không chịu, không ai nhắc hiếp dâm gì được chứ, chị có hiếp chăng đi nữa nữa chị cũng quào, chị cũng vốn xé chỗ nào, chứ không phải mà chị cắn không được chị cũng phải xé, cũng phải làm chỗ nào cho chạy ra chắc chảy người ta, chứ đâu phải mà nói sơ sơ cho làm được đâu. Chị nói em nghe đúng không? Cái chuyện gì nó cũng có cái giá của nó, mà cái chuyện gì nó cũng phải có cái lý do của nó hết á. Cái thứ nhất là đã như giờ nghèo, cái thứ nhất thấy người ta đăng lên ở những chỗ hiếp dâm rồi này kia là ủng hộ đó. Chị nói cái này là kêu cộng đồng mạng để mà giúp đỡ gia đình đó thôi, nhưng mà nghe là kỹ lại là không có lo làm ăn gì hết, bả cũng 2-3 đời chồng, biết đâu chồng bả chồng sao bả làm con bả rồi con vậy không dám nói gì hết. Chị coi nhiều cái clip nên chị thấy nhiều cái nó tức, biết bị cái chuyện của ở Bến Tre của bà Thị Màu cái gì đó, nhưng mà chị không có biết để mà làm cách làm sao mà để nói được cái sự bức xúc của cái người mà khán giả người ta xem. Chị xem của em nó clip bên này rồi bên chỗ Năm rồi quay qua bên em cũng quay bên Thấm, bên chị Thấm cái gì. Dạ đúng rồi, nhưng em quay hai bên. Dạ. Ở khi mà chị so sánh lại là cái lời nói của chú Năm chân thật, còn cái lời nói của bà Thấm không có được. Chị đang xem luôn á, mà chị tức chị mới chị mời em các bạn chị nói chuyện với em á. Dạ. Chị có muốn gửi lời là đang... đến cô Thấm không? Bây giờ á, ý kiến của chị gửi lời với chị Thấm. Dạ. Bây giờ làm cái gì cũng phải suy nghĩ, đừng nên tạo một cái nghiệp. Cái nghiệp này tạo ra là cái nghiệp này nó quá nặng luôn. Nếu như mình muốn làm cái gì cũng phải có cái tâm. Bây giờ mình cái tội vu khống là nó rất là nặng, nhưng mà chỉ để giờ cái tội vu khống mà bả chính quyền mày xử ra rồi không có gì hết, chị không có bồi thường cái danh dự của chú Năm này nổi đâu. Chị nói cái đó là chị nói là bây giờ á, nếu như mà vu khống thì đừng nên làm nữa, còn tiếp tục làm thì hậu quả gánh không chịu. Cái đó là chị Thấm với tạo thêm một cái nghiệp nữa đó. Dạ. Cái đó là tạo cái nghiệp rất nặng luôn. Không thể nào. Khi mà chị nói với em, khi mà giải quyết mà rõ ràng, đâu đó rõ ràng rồi,
chị Thắm đi là nhìn xuống chứ không có ngước mặt lên nổi đâu. Chị nói thiệt luôn, một cái tội vu khống như bây giờ á, cái tội vu khống là cái tội nó rất là nặng, mà cộng đồng mạng mà khi biết được rồi á, ném đá rồi, ném đá ném gạch mình cỡ nào luôn. Yeah. Nhưng mà giờ chị thấy những người mà nghĩ vô chữ chú Năm á, đừng nên, mấy người đó cũng đừng nên chữ. Mình trước khi mình phán xét người khác, mình phải phán xét lại bản thân mình chứ đừng bao giờ nói người khác. Thì chỉ có đôi lời nói với chị Thắm. Cái giờ em làm gì cũng suy nghĩ cho kỹ, đừng nên vu khống những người vô tội. Yeah. Cái tội vu khống là nặng lắm. Thì em cũng mong như bây giờ con của chú Năm, một người đã học lớp 12, cái tương lai của người ta rất là sáng. Rồi bây giờ làm một cái lùm xùm như vậy chứ, trong cái gia đình của người ta vậy, người ta sẽ sống như thế nào, chú Năm sẽ sống như thế nào. Chú Năm cái tuổi đời chú Năm 64 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi, cũng là sống nay chết mai không biết giờ nào. Còn con của chú Năm cái đường tương lai rất là còn dài đó. Chị chỉ có đôi lời ý kiến vậy thôi. Nếu mà làm cái gì cũng thấy cái tâm với cái đạo đức mình là đứng đầu. Được rồi, em cảm ơn chị nha chị. Rồi. Giờ em chào chị, em cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, chị chào em.